Thành Công và Thủy Ngân kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 4 tháng 6 năm 2022 có những thông tin đáng chú ý sau. Đặc sắc hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2022 tại An Giang. Học sinh khối lớp 9 trên địa bàn huyện Phú Tân sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã thị trấn chính quy. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư, Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tính đến giữa tháng 5 năm 2022, công an 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí trên 48.500 cán bộ công an xã, trên 8.800 xã thị trấn. Công tác đào tạo bồi dưỡng được chú trọng, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của công an xã được quan tâm và đến nay có nhiều chuyển biến tích cực. Khắc phục được những khó khăn ban đầu, ngay từ khi được điều động về địa bàn, lực lượng công an xã chính quy đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác, đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm gần dân, hiểu dân. Tình hình an ninh trật tự tại các xã hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an xã đã tiếp nhận hơn 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác là hơn 6.000 vụ và phối hợp với các lực lượng giải quyết hơn 7.000 vụ, xử lý hành chính hơn 26.000 vụ việc. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện bài bản, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, lực lượng công an xã là một trong những lực lượng nòng cốt, tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 và đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, thực hiện đề án số 06 của Chính phủ triển khai đăng ký phương tiện mô tô, xe máy tại công an xã, qua đó góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 tại An Giang, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2022. Hội thi không chỉ nhằm tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em trên khắp mọi miền đất nước thông qua nghệ thuật múa, mà còn là công trình trọng điểm của tỉnh An Giang chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832-2022. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2022 tại An Giang lần này thu hút sự tham gia của 693 diễn viên biên đạo múa đến từ 27 tỉnh thành trong cả nước. Với thời lượng dự thi tối đa là 35 phút một chương trình, các đoàn tham dự sẽ thực hiện biểu diễn các tiết mục múa dân gian các dân tộc Việt Nam, múa dân tộc hiện đại, múa truyền thống, múa đương đại với các hình thức múa đơn, múa đôi và múa tập thể. Các tiết mục dự thi tập trung vào các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, truyền thống đấu tranh anh dũng hào hùng của dân tộc, ca ngợi tình đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc, phản ánh những đổi thay, những thành tựu của đất nước trên bước đường xây dựng và phát triển, xây dựng phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tôn vinh quảng bá, giới thiệu những nét tiêu biểu giá trị văn hóa truyền thống vào bản sắc của từng địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Ngoài sự chuẩn bị chu đáo về đăng cai tổ chức, An Giang cũng đã tập luyện lên ý tưởng tham gia hội thi với 4 tiết mục là sắc màu phù sa, thể hiện tình đoàn kết của 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm và Khmer ở An Giang. Tác phẩm Linh Thiêng Hội Kỳ Yên về văn hóa dân gian của dân tộc Kinh, Giữ Lửa Hồn Quê về văn hóa dân gian của dân tộc Khmer và tác phẩm Cung Tơ Vàng về văn hóa dân gian của dân tộc Chăm. Thông qua hội thi múa không chuyên năm 2022, đoàn An Giang không chỉ góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân gian đặc sắc tiêu biểu của các dân tộc vùng miền trên cả nước, mà còn góp phần tôn vinh nét đẹp, sự đa dạng phong phú của loại hình nghệ thuật múa trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đăng cai tổ chức liên hoan múa không chuyên toàn quốc năm 2022 là dịp để nhân dân và người yêu nghệ thuật trong tỉnh được thưởng thức các tiết mục đặc sắc tiêu biểu của các vùng miền trên cả nước, đồng thời cũng là dịp để tỉnh An Giang quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử
về mảnh đất và con người An Giang đến bạn bè khắp mọi miền đất nước. Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, những năm qua, An Giang luôn quan tâm triển khai công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, song song với việc tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Lịch sử hình thành và phát triển của mỗi dân tộc, mỗi địa phương luôn có sự song hành của những nét văn hóa truyền thống độc đáo thể hiện thông qua các loại hình nghệ thuật. Trong đó, những đặc trưng, đặc điểm tiêu biểu của từng dân tộc thể hiện qua các điệu múa chính là một phần tạo nên bản sắc văn hóa của người Việt Nam. An Giang đăng cai hội thi múa không chuyên toàn quốc năm 2022 với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng với sự nỗ lực của các đoàn nghệ thuật, các nghệ sĩ diễn viên không chuyên đã bước đầu đem đến một kỳ liên hoan thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và bạn bè cả nước. Nói chung là đến với cuộc thi này thì về cái kết quả như thế nào thì cũng không quan trọng, chủ yếu là mang đến cái hơi thở là dân gian dân tộc cùng với 54 dân tộc trong cả nước để phục vụ nhân dân, và qua đó là bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa của các cái vùng miền trên cả nước. Tôi cũng mong muốn rằng cái văn hóa của cơ sở, văn hóa của nhân dân luôn luôn được bảo tồn và phát huy, không riêng gì múa mà nó sẽ rất nhiều các văn hóa phi vật thể khác. Đồng Bến Tre chúng tôi cảm nhận được đó là cái tình cảm mà rất là ấm áp của tỉnh An Giang đã dành cho Đồng Bến Tre. Các bạn tình nguyện viên rất là ân cần, chu đáo, và cái khâu tiếp đón của ban tổ chức cũng rất là nồng nhiệt. Cảm thấy rất là thoải mái khi tham gia hội thi này, và chúc cho cái hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Là mong là cái thời gian sắp tới gần đây nhất là Bến Tre có thể trở lại An Giang để tham gia mọi dòng những cái hoạt động giao lưu nghệ thuật tiếp theo. Và cũng mong là An Giang sẽ về với Bến Tre để chúng ta cùng tham gia những cái chương trình kết nối hoạt động để giúp cho cả hai tỉnh và ngày càng phát triển về hoạt động văn hóa nghệ thuật. Với sự chuẩn bị chu đáo của An Giang và sự tham gia nghiêm túc của các đơn vị tham gia hội thi, đã tạo điều kiện cho những người đam mê và làm công tác nghệ thuật múa gặp gỡ, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, năng lực sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn của các hạt nhân cơ sở, góp phần định hướng sự phát triển nghệ thuật múa Việt Nam trong phong trào văn hóa văn nghệ, từng bước đưa nghệ thuật múa phát triển đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa lớn kéo dài, dông lốc dần dần, đặc biệt vào thời điểm con nước quay sẽ tác động đến các vật nuôi, nhất là thủy sản lồng bè. Do vậy, cần chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến này. Theo đánh giá của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, năm 2022, tình hình thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mưa trái mùa, mùa mưa đến sớm và kèm theo dông lốc sét thường xuyên xảy ra. Mùa lũ năm 2022 trên sông Mekong khả năng đến sớm hơn so trung bình nhiều năm, nhưng chưa có dấu hiệu xuất hiện lũ lớn. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long và nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước cao nhất năm có khả năng ở mức trên báo động 1. Diễn biến thời tiết bất thường cực đoan, đặc biệt vào thời điểm con nước quay rằm tháng 5, sẽ ảnh hưởng lớn đến thủy sản lồng bè. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chuyên môn, các cơ sở nuôi thủy sản về tăng cường công tác quản lý thủy sản nuôi và phòng chống dịch bệnh thủy sản trong mùa nắng nóng, mưa lũ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc hướng dẫn tuyên truyền cơ sở nuôi, hộ nuôi, doanh nghiệp nuôi thủy sản trên địa bàn thực hiện đăng ký nuôi đối tượng chủ lực là cá tra, đăng ký nuôi lồng bè theo quy định của Nghị định số 26/2019 của Chính phủ, thực hiện các quy định về nuôi cá lồng bè và nước ngọt theo quy chuẩn Việt Nam 0180/2011 trên BNN/BTNT, cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm, điều kiện vệ sinh thú y, quy chuẩn Việt Nam 0222/2015 trên BNN/BTNT, về cơ sở nuôi cá lồng bè nước ngọt, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương tổ chức rà soát, bố trí lồng bè nuôi phù hợp, không để phát sinh lồng bè đóng mới, theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 606/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động rà soát hiện trạng, tổ chức kiểm đếm số lượng lồng bè hiện có tại địa phương, xây dựng phương án lộ trình sắp xếp di dời, tháo dỡ lồng bè không theo quy định. Qua đó sẽ giảm tải số lượng, mực số lồng bè neo đậu tại các tuyến sông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, hạn chế giảm mối nguy cho nuôi cá lồng bè do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, môi trường bất lợi.
Chiều ngày 3 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người huyện Thoại Sơn triển khai công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng trên địa bàn huyện. Tính đến cuối tháng 5 năm 2022, huyện Thoại Sơn ghi nhận 358 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 315 ca so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có một số xã có số ca mắc cao như thị trấn Núi Sập, xã Thoại Giang, Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 55 ca, giảm 100 ca so với cùng kỳ. Thời gian qua, Trung tâm Y tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhưng dịch sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu giảm vì mùa mưa đã vào cao điểm. Trước tình hình diễn biến phức tạp, các ngành chuyên môn và các địa phương đã đề xuất rất nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số ca mắc và số ca tử vong do sốt xuất huyết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, yêu cầu các ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân xã thị trấn quyết tâm thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết để kéo giảm số ca mắc sốt xuất huyết trong thời gian tới. Phối hợp các lực lượng thực hiện nghiêm hiệu quả chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tại các nơi có ổ dịch, phổ biến đến học sinh và phụ huynh về tăng cường các biện pháp phòng bệnh. Trung tâm y tế hướng dẫn trạm y tế mua hóa chất phun xịt mũi. Sáng nay, khối thi đua số 3 tổ chức tặng quà cho đoàn viên công nhân viên chức, người lao động trong khối. Theo đó, khối thi đua số 3 đã trao tặng 20 suất quà cho đoàn viên công nhân viên chức, người lao động gặp khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Đây là những phần quà có ý nghĩa của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên công nhân viên chức, người lao động nhân tháng công nhân năm 2022. Dịp này, các công đoàn cơ sở của khối đã tổ chức giao lưu bóng đá, qua đó tạo sân chơi bổ ích, giúp cán bộ công chức các đơn vị gặp gỡ giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các cơ quan đơn vị và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ công chức, người lao động. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao hệ thống nước uống học đường cho trường mẫu giáo Hòa Lạc của huyện Phú Tân. Hệ thống nước uống học đường trường mẫu giáo Hòa Lạc là một trong ba hợp phần của dự án triển khai mô hình nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang. Công trình có tổng kinh phí đầu tư trên 112 triệu đồng. Hệ thống nước uống học đường được đưa vào sử dụng giúp các em học sinh và giáo viên của trường có được nguồn nước uống đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Liên đoàn lao động huyện Tri Tôn cũng vừa tổ chức lễ bàn giao công trình đèn hoa đường giao thông nông thôn cho Ủy ban nhân dân xã Lương Phi. Công trình được Liên đoàn lao động huyện hỗ trợ xã Lương Phi với 25 bóng đèn chiếu sáng kéo dài trên tuyến tỉnh lộ 955B, kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, trong đó Liên đoàn lao động huyện Tri Tôn hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do Ủy ban nhân dân xã Lương Phi đối ứng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân vào ban đêm, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhằm chung tay xây dựng xã Lương Phi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Năm học 2021-2022, huyện Phú Tân có hơn 1.100 học sinh đăng ký tham gia dự thi tuyển sinh cho lớp 10 năm học 2022-2023 và hơn 1.600 học sinh xét tuyển. Đến nay, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đã hoàn tất việc ôn tập củng cố hệ thống kiến thức cho học sinh vững tin bước vào kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, huyện Phú Tân có 2 trường tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, gồm trường trung học phổ thông Chu Văn An và trường trung học cơ sở trung học phổ thông Phú Tân. Đây là 2 trong 5 trường có số học sinh đăng ký thi tuyển cao hơn so với chỉ tiêu hoặc so với nguồn tuyển trong những năm gần đây được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại sẽ tổ chức xét tuyển phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, để kỳ thi tuyển sinh đạt kết quả cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân chỉ đạo hiệu trưởng các trường trung học cơ sở sau khi thi học kỳ 2 xong, lên kế hoạch ôn thi cho học sinh đến thời điểm thi ngày 6 tháng 6, tổ chức kiểm tra việc ôn tập của các trường. Theo đó, từng trường chủ động chỉ đạo giáo viên dạy đúng, đủ chương trình dạy học theo quy định. Hệ thống lại kiến thức đã học đảm bảo cho học sinh đủ điều kiện về kiến thức, kỹ năng làm bài, đáp ứng tốt yêu cầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bên cạnh đó, các trường phân loại trình độ học sinh, tổ chức ôn tập 3 môn tuyển sinh theo hình thức biên chế, các lớp ôn tập phù hợp với chức năng của từng đối tượng học sinh. Quá trình ôn tập, các trường còn quan tâm đến việc động viên tinh thần, kích thích tính tự giác, phấn đấu học tập của học sinh nhằm đem lại kết quả cao nhất trong kỳ thi. Sáng ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Long Xuyên cho biết, lực lượng Công an thành phố vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô vận chuyển 14 chiếc điện thoại iPhone không hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 345 triệu đồng. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 3 tháng 6 trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên,
Tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 67A-15432 do tài xế Trần Ngọc Dũng sinh năm 1995 trú tại huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 14 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone trị giá khoảng 345 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Dũng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số điện thoại trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Cũng trong sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Tấn Thành, sinh năm 2002, cư trú ấp Nhân Hiệp, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, do tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Hồ Tấn Thành và em NTIV, sinh năm 2007, cư trú tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2 năm 2022, Thành rủ về đi nhậu cùng với một số người bạn tại nhà một người quen thuộc khu vực xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới. Sau khi nhậu xong, Thành rủ về đi nhà nghỉ để tâm sự, thì V đồng ý. Sau đó, Thành điều khiển xe mô tô chở V đến một nhà nghỉ thuộc khu vực xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới. Tại đây, Thành và V đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Đến chiều tối cùng ngày, Thành điều khiển xe mô tô chở V về. Trên đường thì Thành bị gia đình V phát hiện khi đang đi tìm V. Nghĩ chuyện chẳng lành đã xảy ra với con gái, gia đình V đã đến cơ quan công an tố cáo Thành. Tại cơ quan công an, qua làm việc thì Hồ Tấn Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, với gần 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, những năm qua, thị xã Tân Châu luôn xác định phát triển kinh tế nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, góp phần vào tăng trưởng chung của thị xã, thông qua nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy nông nghiệp sản xuất theo chuỗi liên kết, tổ hợp tác xã, gắn với doanh nghiệp công ty, nhằm nâng cao giá trị và sản phẩm nông sản, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Hiện nay, thị xã Tân Châu có 17 hợp tác xã nông nghiệp với gần 2.100 thành viên, diện tích đất sản xuất gần 4.000 hectare. Tổng doanh thu của các hợp tác xã trong năm 2021 trên 16 tỷ đồng, trong đó các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động chủ yếu là bơm tưới, làm đất, tín dụng nội bộ, dịch vụ thu hoạch, liên kết tiêu thụ, vân vân. Điển hình là hợp tác xã nông nghiệp Tân Phú A1, xã Tân Thạnh đã tham gia chuỗi liên kết từ năm 2010 đến nay, góp phần nâng cao đời sống xã viên, thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, đầu ra sản phẩm luôn được tiêu thụ. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng. Tới đây thì cái vụ thu đông thì đối với là hợp tác xã sẽ là liên đới với là công ty với là Arimax để là làm cho là có cái đầu tiêu thụ để là cho bà con an tâm để mà chuyên gia sản xuất. Sau thời gian tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp, đa phần nông dân ở thị xã Tân Châu tiếp cận được những kỹ thuật hiện đại trong sản xuất, quản lý được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để cho ra những sản phẩm sạch an toàn cho môi trường, từ đó nâng giá trị sản phẩm lên gấp nhiều lần. Thực hiện cái mô hình công nghệ cao mà để trồng dưa lưới đó thì tôi thấy như thế này, nếu mà để sản xuất mà có hiệu quả mà ngoài sản xuất các cái cây ăn trái vân vân đó thì chỉ có cái mô hình dưa lưới thì nó cho cái hiệu quả tương đối cao, nó có thể là gấp 10 lần cho cái so với cái thu nhập từ cái sản xuất lúa của chúng ta. Thậm chí khi mà cái dưa lưới mà nó có giá khoảng 30.000 đó thì nó gấp gần khoảng 30 lần so với chúng ta sản xuất lúa. Thời gian tới thì Hội Nông dân thị xã cũng làm tốt cái công tác tham mưu chỉ đạo và công tác tuyên truyền, các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ cho nông dân gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn và an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng tốt các tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị hiện nay. Phấn đấu đến cuối năm 2025, thị xã Tân Châu có khoảng 80% nông dân là thành viên hợp tác xã với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần đưa nông nghiệp thị xã phát triển. Và đây cũng là một trong những ngành hàng chủ lực sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao.